Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương triển khai ngay biện pháp giải quyết bất cập của thị trường vàng hiện nay, đảm bảo thị trường vận hành ổn định với giá vàng miếng ở mức hợp lý. Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Công thương cử các cán bộ có năng lực, am hiểu thực tế, tham gia đoàn thanh tra liên ngành, tiến hành thanh tra, kiểm tra thị trường vàng và hoạt động kinh doanh vàng. Ngân hàng Nhà nước phải công bố quyết định thanh tra chậm nhất vào cuối tuần này. Phó Thủ tướng cũng đề nghị các cơ quan, bộ ngành, địa phương qua thanh tra kiểm tra thị trường vàng và hoạt động kinh doanh vàng. Nếu phát hiện vi phạm, chuyển ngay hồ sơ cho cơ quan công an xử lý theo đúng quy định của pháp luật.